Xin chào tất cả quý bạn. Một chiếc loa thì được cấu tạo bởi nhiều các bộ phận khác nhau. Và chúng ta có thể thấy ngay, chiếc loa đầu tiên nó sẽ được cấu tạo bởi một thùng loa. Và thùng loa ở đây thì thường làm bằng vật liệu gỗ MDF. Rồi các hệ thống driver loa bass, driver bass này, driver treble, hệ thống mạch phân tần, các lỗ thông hơi được thiết kế theo thùng loa. Và những cái chiếc loa liền công suất thì nó sẽ có thêm mạch công suất ở phía bên trong. Chúng ta có thể thấy được một cái đặc điểm một cái củ loa bass như thế này. Nó sẽ bao gồm một cái màng này, rồi các gân loa và lón loa. Phía bên trong thì có các nhện loa rồi nam châm. Vậy thì một chiếc loa để có thể tạo được âm thanh đến tai người nghe thì nó hoạt động dựa trên nguyên tắc gì? Một chiếc loa hoạt động dựa trên nguyên tắc, đó là nguyên tắc kỹ thuật điện cơ. Nó bao gồm một cái cuộn dây được đặt trong một cái từ trường của nam châm. Và khi chúng ta cấp vào một cái nguồn điện thì nó cái nam châm đấy nó sẽ sinh ra một cái từ trường. Và cái từ trường này nó sẽ có tạo ra các lực đẩy và lực hút, tạo nên các dao động lên cuộn dây. Và các cái cuộn dây thì lại được gắn liền nối với lại màng loa đó. Và các cuộn dây này nó sẽ tạo lên các dao động lên màng loa. Và màng loa sẽ co giãn. Mà chúng ta thường thấy là khi mà loa hoạt động thì cái màng loa này nó sẽ bùng ra bùng vào, đúng không? Đó, đó là chính là những cái dao động mà sinh ra khi mà cuộn dây chịu cái lực từ và tạo lên cái dao động ra cái màng loa. Và khi cái dao động ở trên màng loa này nó sẽ truyền ra không khí và tác động đến tai người nghe, thì những cái tác động đến tai người nghe đó chính là cái phần âm thanh mà chúng ta sẽ nghe được. Vậy thì cái sự tác động này nó chịu và phụ thuộc vào cái gì? Đó chính là phụ thuộc vào cái lực từ của phần nam châm, đúng không ạ? Và như các bạn có thể thấy được là với những chiếc loa ở thời điểm hiện tại thì nó được cấu tạo bởi hai cái dòng từ cơ bản, đó là từ leo và từ thường. Vậy thì giữa từ leo và từ thường nó có sự khác biệt như thế nào? Và nó ảnh hưởng tới chất lượng âm thanh ra sao? Đầu tiên thì các bạn có thể thấy được đây là một cái chiếc loa sử dụng công nghệ từ leo. Và đây là một chiếc loa sử dụng công nghệ từ thường. Chúng ta có thể thấy ngay cái sự khác biệt đó là về kích thước và trọng lượng. Một cái chiếc loa sử dụng từ leo thì có cái củ từ rất là nhỏ. Và chiếc loa này rất là nhẹ, trọng lượng rất là nhẹ. Liệu rằng cái trọng lượng này nó có đi tỷ lệ thuận hay là tỷ lệ nghịch với cái chất lượng âm thanh của nó mang lại hay không? Đó. Có một cái câu chuyện vui như này, nhiều người đi mua hàng ấy thường là chọn những cái chiếc loa B nó phải nặng là một này, rồi hay là chọn những cái chiếc mic cầm nó phải chắc tay, thì những cái mic đấy mới gọi là mic xịn. Thì liệu rằng cái khái niệm đấy nó có đúng hay không nhá, thì quý bạn cùng với Đức Anh chúng ta sẽ có lời giải đáp trong video ngày hôm nay. Đó, cũng giống như việc là chúng ta nên lựa chọn từ leo hay là từ thường. Và chúng ta có thể thấy ngay bên cạnh đây là một chiếc loa sử dụng cái công nghệ từ thường thì luôn luôn có một cái kích thước đồ sộ nặng hơn rất là nhiều so với một cái chiếc loa sử dụng công nghệ từ leo như này. Đôi lúc là bê một củ bát mà sử dụng cái công nghệ từ thường này chúng ta lại phải bê bằng hai tay, còn với công nghệ sử dụng từ leo thì chúng ta chỉ cầm một tay, rất là nhẹ nhàng. Để giải đáp được cái vấn đề là sự khác biệt về cái trọng lượng kích thước này thì chúng ta sẽ phải định nghĩa về cái công nghệ từ leo là gì. Từ leo hay còn nằm trong cái cụm từ đầy đủ là leodymium, có nghĩa là nó sẽ được cấu tạo bởi cái phần nam châm leodymium. Và nam châm leodymium thì chúng ta thường được nhắc tới đó chính là dòng nam châm vĩnh cửu. Dòng nam châm vĩnh cửu nó có một cái ưu điểm cực kỳ lớn, đó chính là trọng lượng nhỏ nhưng cái từ tính thì cực kỳ mạnh. Từ tính mạnh, siêu mạnh, phải nói là siêu mạnh thì mới đúng. Nó là đỉnh nhất ở thời điểm hiện tại rồi. Và ngược lại thì những chiếc lam từ thường thì không được sử dụng bởi lam châm vĩnh cửu, thế nên cái lực từ của nó yếu. Lực từ yếu thì đồng nghĩa với việc để tăng cái từ tính của cái cục từ này lên, cái lam châm này lên, thì chúng ta phải sản xuất những cái lam châm điện với cái kích thước to ra, trọng lượng to lớn lên, thì nó mới tăng được cái lực từ tính đó lên và nó mới đem lại cái chất lượng âm thanh tốt được cho cái hệ thống loa của chúng ta, đúng không ạ? Như vậy là chúng ta đã thấy được là từ ngay từ cái khái niệm đó là nó do là được sản xuất bởi hai cái kiểu nam châm khác nhau thì lên cái kích thước và cái trọng lượng của nó cũng hoàn toàn khác nhau để có thể đáp ứng được cái chất lượng âm thanh vào một cái cặp loa. Đó nhá quý bạn nhá, quý bạn lưu ý nhá, chúng ta mua một cái sản phẩm
ở thời đại công nghệ 4.0 rồi, thời đại công nghệ cao rồi, thì chúng ta cũng không nên quan tâm quá nhiều về trọng lượng của chiếc loa, bởi vì trọng lượng của những cái thiết bị đó, bởi vì nếu như các bạn mà cứ quan tâm về trọng lượng thì nó chỉ là một cái phần đánh giá rất là nhỏ thôi, chứ không phải là trọng lượng đem lại cái chất lượng thành cho cái chiếc loa đó. Vậy thì với một cái chiếc loa sử dụng từ thường và từ neo này, cái nguyên lý hoạt động của nó, cái nguyên tắc hoạt động của nó liệu có khác nhau hay không? Về nguyên lý hoạt động thì nó cùng dựa trên một cái nguyên tắc, đó là kỹ thuật điện cơ. Đó. Tôi nhắc lại một nữa, nguyên tắc kỹ thuật điện cơ là gì? Là nó bao gồm một cái cuộn dây được đặt trong cái từ trường của một cái lam châm. Đó. Và khi mà chúng ta cấp một nguồn điện này thì nó tạo lên những cái dao động, tác động, cái lực từ nó sẽ có lực đẩy và lực hút, tạo lên cái dao động ở trên các cuộn dây. Và các cuộn dây đó chính là cái nhện đấy, nó chính là cái nhện loa đấy các bạn ạ. Nó chính là cái côn loa đấy, xin lỗi nhé, nó chính là cái côn loa các bạn nhé, coi đấy. Và những cái dao động ở trên cuộn dây đó thì nó lại, cái dây loa, cái cuộn dây nó lại được gắn liền với lại cái phần màng loa này, và nó tạo lên những cái dao động trên màng loa. Và cái dao động trên màng loa này nó sẽ truyền ra không khí và tác động trực tiếp đến tai người nghe. Đó chính là phần âm thanh mà chúng ta nghe được do cái chiếc loa đó phát ra. Rồi, đó về nguyên tắc hoạt động là gần như nhau. Vậy thì điểm khác biệt nào để chúng ta có thể phân biệt rõ nhất về loa sử dụng từ neo và từ thường? Đó chính là cái chất âm, mà cái âm thanh của hai cái loại từ này đem lại cho chúng ta. Nó là điểm khác biệt vô cùng lớn và rõ nhất để chúng ta có thể biết được. Đây là chúng ta sẽ so sánh là cùng một cái hãng, một cái thương hiệu sản xuất nhé, ra cái củ từ neo và cái củ từ thường này, đúng không ạ? Trên cùng các dòng sản phẩm của một hãng đó. Với một dòng sản phẩm mà sử dụng công nghệ từ neo thì chúng ta biết rồi, từ neo nó là một trong những dòng từ sử dụng cái cục lam châm là lam châm vĩnh cửu. Cái lực từ siêu mạnh, độ nhạy siêu cao và đem lại cái âm thanh rất là rõ. Với cái giải bass thì có độ uy lực này, có độ trầm này. Với cái giải trung thì tiếng rất là sáng, cái giải chép thì bay rất là xa và nó có thể đem lại cho chúng ta cái độ vang rất là tốt. Chúng ta có thể thấy được những cái hội trường lớn, những cái sân khấu lớn người ta sử dụng cái công nghệ leo rất là nhiều, bởi vì công nghệ leo nó sẽ phóng được cái âm thanh đưa ra rất là xa, tiếng rất là sáng. Điều đó với việc đồng nghĩa là những cái giải âm thanh bass trung chép chúng ta không bị trộn lẫn lại với nhau, có nghĩa là chúng ta không bị rối lại với nhau, và đem lại cho chúng ta những cái giải âm thanh chi tiết, sáng, rành mạch từng cái giải âm thanh một. Và đó chính là cái điểm mà từ thường không bao giờ làm được. Đó. Chiếc loa mà sử dụng cái công nghệ từ thường, cái lực từ yếu, thì đồng nghĩa với việc là những cái giải âm thanh nó đưa ra nó sẽ không được chắc, không được sáng, không được rõ nét, và nó làm cho chúng ta cái cảm thấy âm thanh nó bị rối. Và những cái âm thanh rối đấy nó đem cho chúng ta cái chất lượng âm thanh sẽ kém hơn rất là nhiều so với cái việc chúng ta sử dụng công nghệ từ neo. Đây chính là cái điểm mà chúng ta có thể cảm nhận, phân biệt rõ nhất, đó là cảm nhận bằng cái vấn đề âm thanh chúng ta sẽ nghe. Và chút nữa thì quý bạn sẽ cùng với Đức Anh chúng ta sẽ trải nghiệm cái việc đó nó có đúng hay không khi chúng ta test thử hai cái dòng loa, hai cái kiểu loa sử dụng hai công nghệ khác nhau. Về cái chất lượng âm thanh, đấy là cái điểm mấu chốt để phân biệt giữa hai dòng loa sử dụng từ neo và từ thường. Nhưng cái này nó sẽ đồng nghĩa với việc là đi tỷ lệ thuận với mức giá thành. Vì sử dụng lam châm vĩnh cửu là một cái loại lam châm khá đắt tiền, thế nên cái dòng loa mà sử dụng công nghệ từ neo thì luôn luôn có giá thành đắt gấp đôi hoặc gấp 3 lần hoặc gấp rưỡi so với chiếc loa sử dụng công nghệ từ thường. Đó. Như vậy thì chúng ta có thể thấy được là nếu như quý bạn muốn sở hữu một cặp loa mà sử dụng công nghệ từ neo thì đương nhiên chúng ta phải bỏ số tiền lớn hơn rất là nhiều. Tuy nhiên chúng ta sẽ được trải nghiệm cái âm thanh rất là tuyệt vời. Đó cũng là phần để quý bạn có thể giải đáp được là chúng ta nên mua dòng từ neo hay từ thường nhé. Ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau thử trải nghiệm trên hai cặp loa sử dụng hai công nghệ này để có thể nghe được rõ hơn cái giải âm thanh của hai cái chiếc loa sử dụng hai công nghệ này. Và đây chính là cái điểm mấu chốt để quý bạn mới có thể phân biệt được. Chứ còn nếu như các bạn mà tháo ra như thế này thì chúng ta sẽ mất bảo hành ngay đấy ạ. Nói vui như thôi. Ngay bây giờ thì quý bạn sẽ cùng với Đức Anh trải nghiệm âm thanh từ hai cái dòng loa sử dụng hai cái công nghệ khác nhau hoàn toàn này nhé. Và trong phần trải nghiệm âm thanh của một cặp loa sử dụng công nghệ từ neo và một loa công nghệ từ thường thì chúng ta sẽ có sự xuất hiện với một cặp loa Domus DK612. Đây là mẫu loa mà sở hữu cho mình một con loa họng chép, đó là sử dụng công nghệ từ neo. Và
Bên này sẽ là cặp đôi mút DP6120 cùng phân khúc bát 30, nhưng với cặp đôi mút DP6120 sẽ là dòng loa sử dụng công nghệ từ thường với họng loa chép và củ loa bát. Và trong hệ thống ngày hôm nay thì chúng ta sẽ chỉ có cặp loa với hệ thống cục đẩy công suất BKVM620A, mỗi một kênh sẽ là 600W, một chiếc vang số X5 Plus của BK Sound và một bộ mic BCA Acoustic UX12 Plus. Ngay bây giờ thì xin mời các bạn cùng trải nghiệm âm thanh thử ở trên hệ thống mà sử dụng cặp loa có mẫu loa DK612, họng loa chép sử dụng công nghệ từ leo. Chất âm nó sẽ khác biệt so với lại cặp loa đôi mút DP6120 như thế nào? Lòng tôi mang
cùng khói đá tôi chết sương ngàn khơi, giọt đắng cay thất tan và không gian một ta vỡ chẳng tan đời ngàn. Anh ấp mạnh sắc trong hồn tôi khi ương tư đang chất đầy, vì tình em đôi thay bao nhiêu mơ đã tan dần, cuộc tình đã mất thật xót xa. Tôi như chơi vơi trong biển khơi, sao em ra đi không quay lại để lòng tôi lăn tăn, con tim khô héo trong môi mòn nhặt điều ân ái nay còn đâu. Thật đớn đau trái ngang lòng tôi mang, cùng cô đơn tôi chết giữa ngàn cơn, giọt đắng cay thấm tan vào không gian, hôn ta vỡ chẳng tan đời ngang. Sau video ngày hôm nay thì chắc chắn các bạn sẽ có thêm nhiều điều để chúng ta có thể hiểu về một cái cặp loa có cấu tạo như thế nào, nguyên lý của nó hoạt động ra sao và nó dựa trên cái nguyên tắc hoạt động kỹ thuật điện cơ. Và với một chiếc loa thì chúng ta nên lựa chọn dòng loa sử dụng từ leo hay từ thường thì đều có lời giải đáp hết rồi, đúng không ạ? Từ leo là một trong những dòng từ mà sử dụng cái nam châm vĩnh cửu, đem lại cái từ tính cực kỳ siêu mạnh, độ nhạy cao, chất âm sáng và chi tiết. Và với ngược lại thì từ thường thì nó là sử dụng những dòng nam châm điện có lực từ yếu hơn, thế nên cái chất lượng âm thanh nó đưa ra sẽ kém hơn so với lại những dòng loa từ leo. Tuy nhiên cái dòng từ leo thì chúng ta lại phải bỏ số tiền nhiều hơn. Và nếu như các bạn muốn sở hữu một trong những cặp loa sử dụng công nghệ từ leo hay từ thường thì các bạn có thể đến ngay với hệ thống showroom của Bảo Châu Lex hoặc gọi điện tới số tổng đài là 1900 2555, số di động cá nhân của Đức Anh là 0941859988 để được tư vấn tất cả những băn khoăn của bạn. Và với Bảo Châu Lex thì chúng tôi có 11 chi nhánh trên toàn quốc, hỗ trợ lắp đặt setup miễn phí trong vòng bán kính 30 km tính từ showroom gần nhất. Quý bạn có thể đặt hàng, mua hàng trực tiếp qua website này, hoặc quý bạn cũng có thể mua trả góp qua hình thức online qua thẻ tín dụng ngân hàng, hoặc là quý bạn cũng có thể mua trả góp qua hình thức thông thường tại showroom với mức lãi suất tốt nhất tại thị trường Việt Nam. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại quý bạn trong những video tiếp theo. Bạn lo lắng về giá thành, băn khoăn khi mua sản phẩm trả góp, bạn sợ lãi suất cao hay phân vân về thủ tục? Bảo Châu Alex sẽ giúp đập tan nỗi lo đó với chương trình trả góp lãi suất thấp. Bạn sẽ thả ga mua sắm. Chỉ với 10% trả trước, bạn sẽ sở hữu ngay dàn âm thanh karaoke. Đừng bỏ lỡ!